giờ giao hàng con đực này thì Vũng Tàu không chú anh chị, con đực kem đực ba bê nè, thấy không? Rồi, hello, xin chào cô chú anh chị đã đến kênh Chân Nuôi Bến Tre. Hôm nay em lên bò chữa tơ kem cô chú anh chị. Ở thì cô chú anh chị mình theo dõi nội dung thấy giá cả nghỉ mua liên hệ cho em ha. Thì kênh em sống lúc 12 giờ trưa và 6 rưỡi tối ha cô chú anh chị. Chữa tơ tàn lớn cô chú anh chị. Rồi, trước mặt chúng ta là hình ảnh của cái kem này ha. Kem tơ chú anh chị, chân cẳng là hoàn thiện nè, không có bú bắp xe gì hết ha chú anh chị. Đây. Đó. Em quay cầm xa cho cô chú anh chị thấy tròn bò nè cô chú anh chị thấy không? Cực kỳ không? Đây. Đó. Chân sau nè, thấy không? Đứng thẳng chân sau là cô chú anh chị thấy đứng thẳng lẳng không? Đây. Chân trước là xương sóc là to ha. Kem ha chú anh chị. Lúng đây, có ha. Vú thì bốn vú cô chú anh chị thấy không? Rồi lúng yếm nè, bài bản không? Rong nha sắc lạc ha. Con này kem F1 có sừng ha chú anh chị. Đó. Con này là mỏ đen qua đen ha, kem mỏ đen qua đen. À qua nè thấy không? Đây lưng nè, sái chú anh chị thấy sái không? Nghiêm chỉnh ha. Đó. Đầu có sừng ha chú anh chị. Đây. Đây đầu cổ có sừng ha. Thì bò này em có đo đạt rồi, chiều cao là khoảng 1m37 bò ha chú anh chị. Đó em đo ngay không đích ha. Bò lực pin dữ lắm, chữa là 3 tháng bao chữa chú anh chị. Tơ chưa lót cái răng rồi luôn. Cái anh chủ nhà nó là cái gia tinh 3B nha. Ha. Đó thì cô chú anh chị gần xa muốn mua bò này thì liên hệ cho em. Đây. Mẫu nuôi cực kỳ đẹp luôn chú anh chị. Đó. Quay tầm xa thấy không trọn bò này ha chú anh chị. Nè. Lỏng đảnh không? Bò hình thù dữ dằn luôn chú anh chị, quay tầm xa là thấy rõ bò không? Đó. Cực kỳ ha. Cô chú chị thấy cực kỳ không? Đó, đít nè. Chữa là bao chữa ha. Thì cô chú chị về trong vòng tuần lễ 5 bữa khám lại cho em. Nếu không chữa thì bên em thu bò về hoàn tiền đủ cho chú chị luôn ha. Cao 1m37 chú chị. Đó, lực ghê không? Thì bò này anh chủ nhà cũng bán giá là 37 triệu ha. Cô chú chị ở gần xa muốn mua liên hệ cho em. Cái kem ha. Chữa. Tơ chưa lót cái răng luôn. Răng còn khích lịch luôn. Răng còn răng sữa liên si hết chú chị. Nè. Đó thì cô chú anh chị thấy anh ấy mua liên hệ cho em, cái sòng lưng của nó là thắt hay không ha. Con này thì kem mà có sừng ha chú anh chị, F1 có sừng nha. Đó thì cho cô chú anh chị thấy cái là đít lưng là đầy đạm ghê không, dai lực ha. Bò này anh chủ nhà nó cũng tiêm ngừa vaccine đầy đủ cho cô chú anh chị mình loại ha. Về chỉ nuôi thôi, an tâm nuôi thôi. Đó. Chữa tơ chưa lướt lăng giá 37 triệu ha. Đít nè. Thắt thăng không? Đó. Thấy không bằng trọn bò không chú chị? Đó, quay tầm xa cho cô tôi thấy không trọn bò ha. Thôi, hình ảnh em gửi là thực tế ha chú chị, không có phóng to thu nhỏ gì hết. Bò làm sao mà quay như vậy ha. Đít nè. Kỳ không? Đó. Kỳ hen chú anh chị. Chân cẳng nè, đứng thẳng lẳng hết. Đó, em quay tầm gần lại nè cho chú nhìn sát, gần sát lại cho chú thấy đít nè thấy không? Lưng dài nè, cực kỳ không chú anh chị. Xương móng hen. Đó. Đó, nói là xa chút nè cho cô chú nhìn thấy trọn bò của chú anh chị. Thấy không? Đó. Đứng là thẳng lẳng ha. Tại đứng đứng ở đây vẫn là đứng đá chứ đứng thẳng lặng của chú anh chị không có gì hết. Đít đùi nè, kỳ không? Thấy không? Đó ha. Thôi cô chú anh chị ai muốn ăn ý mua bò này thì liên hệ cho em số điện thoại đường hình ăn bò này. Em bao cô chú anh chị mua là không người lỗ cá 37 triệu trành ảnh. Bò bò này tơ chưa lót răng nó còn phát nữa chứ không phải nó vậy là nó hết ha chú anh chị. Chỗ mới 3 tháng là gieo tinh 3B ha. Bò đã tiêm da vaccine, tiêm da ngừa viêm da nó cục rồi, tiêm ngừa viêm da nó cục rồi chứ lộn hen chú anh chị. Đó xong lưng đó nè, thắt thăng không, sai sai lưng chính luôn kem ha. Rồi trước mặt chúng ta là hai cái kem nè. Hai con này là 13 14 tháng tuổi hen chú anh chị.
mua về là cấy ngay luôn, thì đang lên giống chú anh chị ha. Đây con keo này không có sừng ha, hai con này F1 hết, mua về nuôi giống sinh sản cực kỳ tốt. Hang này cực mình rồi lắc là hay bò hang chú anh chị, chân cẳng quằn hang là thấy không, xương sóc xương to chú anh chị thấy không, xương đứng thẳng lẳng nó lúng mà đúng chèn mà thấy không, lúng của nó là cực kỳ không chú anh chị, đó lúng mém sùng sình thấy không, này vú nè, đây coi đít nè, đó qua nè qua to chú anh chị, cái đít nó thác thăng không, thả đòn dài ha. Nè em quay cho lỗi con bò cho cô chú mình thấy nè, cực kỳ không, cặp mình bò đặt bò hang, đặt bò hang đít thác thăng đít luôn, sái tích nè, hai con này nghiêm chỉnh hết đó, sải tán sải lưng nè thấy không, da mỏng lát dùng nè, lông da nhuyễn nhừ ha, sải lưng của chúng vậy ha, đi lưng không, hai con đi lưng đôi hết nè, cực kỳ luôn. Đây đít thác thăng đít ha, à quay kế tiếp đây đó, con đây hay nhu nhu sừng đầu mặt mày hay nè, hơn con kia chí ha, con kia có sừng nè, hơi nhu nhu sừng thôi đầu chỗ thấy không, sai tán nghiêm chỉnh nha, sẽ lưng nè, lưng hoàn thiện của chú anh chị thấy cái lưng đội không, dai nở rồi không, lưng dai nở nang ha, chân cẳng nè, đây chân trước ha, chân sau móng đẹp đó, lúng này nhận lúng coi này, lúng thì nhiễu ha, lúng có ha chú chị, này vú nè thắt thằng không, chân cẳng là không có bú bắp xe gì hết ha, qua nè rồi ha, cũng lông da nhuyễn nhừ luôn, lông da mỏng cực mình da dùng mà. Hang này là chiều cao khoảng 1m27 trở về của chú anh chị thấy không, thì đó thì cô chú anh chị ai muốn mua hai bò này thì liên hệ cho em số điện thoại truyền hình, thì hai bò này anh chủ nhà cũng bán giá là 53.500.000 ha, con 26 lưỡi con 27 thì cũng còn thương lượng chút đỉnh tiền xe ha chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị ai muốn mua hang cái gì làm giống nền thì liên hệ cho em ha. Hang này giờ đi, hang này tàn cao mét 27, nó mình vô nọc một cái là nó phát lên dữ dằn của chú anh chị, cặp mình là tốt thác thằng ha, lưng dai nở, hang kem pháp ha, cực kỳ luôn dai nè, đó lưng nè thấy không, đây qua đỏ mỏ đỏ của chú vậy không, đít thoát thăng không, đó dàn đít nè, mình cặp mình nè, thả hai con thả đòn dài ha, chân cẳng đứng thẳng rẳng của chú vậy, đây qua đây đuôi chạy đuôi nào thoát thăng luôn đó, cặp mình nè thấy không, cặp mình không dữ ha, rồi chiều cao là khoảng 1m27 cho dài chú vậy, hai bò kem pháp nó thì hai con này làm giống nền này cực kỳ tốt, kiểu mẫu đẹp ha, giống sinh sản hang này cô chú chị mua về là nó lên giống là cấy liền luôn, bây giờ nó thôi lớn bò có 13-14 tháng rồi ha, mình mua về mình cấy được luôn đó, lưng hai con đi lưng rơi cái lưng không, xong lưng nè đó, xong lưng chạy hết chú chị, thì chiều cao và giá cả em cũng báo rồi ha, thì cô chú chị muốn mua liên hệ số điện thoại màn hình hoặc liên hệ chủ nhà em cho số thôi, chủ nhà liên hệ chủ nhà ha, thì bò này nè anh chủ nhà ông nói tiêm ngừa vaccine đầy đủ hết rồi, cô chú chị mua về nuôi an tâm ha, vaccine tiêm này đây cậy đuôi bự ha, ok đó, quay tầm xa cho cô chú thấy ngắm nguyên bò nè, kỳ không, đít tràn đá luôn, đít dai nở hết ha, con lực cực kỳ luôn, quen tới tiếp nè, lưng dai thẳng băng thấy không, đó dai nè, lực nè, dằn lúng yếm nè, sùng sình luôn cô chú anh chị, lưng dai thấy không, lưng đóng lưng đôi luôn đó, đít nè, cô
con chú chị ai muốn mua hay liên hệ cho em ha. Đây, cực kỳ không? À. Đó.